có ID 145464. Người ta cho bệnh bạch tạng và bệnh u xơ nang đều cho gen trên những vật thể thường quy định. Và gen nặng A nhỏ thì quy định bệnh bạch tạng. Còn gen nặng B nhỏ thì quy định bệnh u xơ nang. Tất cả đều nằm trên những vật thể thường. Bài này người ta xét đến quần thể người đang cân bằng di truyền và xét qua các thế hệ. Chính vì thế đây là một bài tập phả hệ. Và để làm bài tập phả hệ thì chúng ta hãy vẽ sơ đồ phả hệ để giải bài toán này. Chúng ta thấy xét riêng từng tính trạng một. Thứ nhất chúng ta xét về tính trạng bệnh bạch tạng. Đề bài người ta cho một người đàn ông có ông nội và mẹ không mang gen u xơ nang, nhưng em gái của bố anh ta lại bị bệnh bạch tạng. Như vậy, mà đề bài người ta còn cho thêm một dữ kiện cuối cùng, đó là mẹ của người đàn ông không mang gen bệnh bạch tạng và những người khác nếu không nói đến thì bình thường với các tính trạng. Có nghĩa là ông và bà nội của người đàn ông này đều bình thường với các tính trạng, có nghĩa là không bị bệnh bạch tạng. Sinh ra được bố của người đàn ông này thì bình thường, nhưng em gái của bố người đàn ông này thì bị bệnh bạch tạng. Có nghĩa kiểu gen đây là A nhỏ. Mẹ của người đàn ông này không có chứa allele quy định bệnh bạch tạng, có nghĩa là mẹ sẽ có kiểu gen là A lớn. Người đàn ông sinh ra bình thường. Người ta hỏi xác suất để người đàn ông này sinh ra được đứa con đầu lòng bình thường là bao nhiêu? Để tìm xác suất sinh ra đứa con bình thường, chúng ta hãy tính xác suất để sinh ra đứa con bị bệnh. Sau đó chỉ việc lấy 1 trừ đi xác suất sinh ra đứa con bị bệnh sẽ tìm ra được xác suất để sinh ra đứa con bình thường. Và để sinh ra được đứa con bị bệnh thì người bố bình thường phải có kiểu gen dị hợp là A nhỏ. Người bố A nhỏ, mẹ A lớn thì bố đây phải là A lớn A nhỏ. Suy ra để sinh ra con vừa mang bình thường và vừa mang gen bị bệnh thì bố mẹ trên phải dị hợp với một cặp gen. Như vậy, ông bà nội dị hợp với một cặp gen và người bố của người đàn ông này cũng dị hợp về một cặp gen. Từ đó chúng ta có mà người ta cho tần số allele của A lớn trong quần thể là 0,8. Chúng ta sẽ có cấu trúc di truyền quần thể ban đầu, đó là 0,8 bình phương là 0,64 A lớn. Chúng ta tính được F A nhỏ đây là bằng 1 trừ 0,8 là 0,2. A lớn A nhỏ ta sẽ có là 0,8 nhân 0,2 nhân 2 là bằng 0,32 A lớn A nhỏ. Và A nhỏ là 0,2 bình phương là 0,04 A nhỏ. Như lập luận ở trên thì chúng ta phải có người bố của người đàn ông này có cặp gen dị hợp. Như vậy chúng ta sẽ tìm được xác suất bố người đàn ông có kiểu gen dị hợp. Bố người đàn ông là bình thường có hai kiểu gen quy định là A lớn và A lớn A nhỏ với tỷ lệ tương ứng, thì để tìm được tỷ lệ kiểu gen dị hợp là 0,32 chia cho hai kiểu gen quy định bình thường là 0,64 A lớn A lớn cộng với 0,32 A nhỏ A nhỏ và bằng 1/3. Người ta cho tiếp người vợ có người anh trai bạch tạng và bố mẹ bình thường.
Người vợ có anh trai ở Bạch Tạng, tức là với cột kiểu gen A nhỏ A nhỏ, nhưng bố bình thường. Chính vì thế người bố của người vợ này sẽ có kiểu gen là dị hợp. Suy ra là để sinh ra con đầu lòng có kiểu gen quy định bệnh Bạch Tạng thì người bố đã dị hợp về một cặp gen rồi, người mẹ cũng phải dị hợp về cặp gen đó là A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Và chúng ta biết là F một sẽ là 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ A nhỏ. Có nghĩa là 1 phần 4, 2 phần 4 và 1 phần 4. Bởi vì người vợ có anh trai bị Bạch Tạng và bố bình thường, để có xuất hiện kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ thì chúng ta tìm được xác suất để có kiểu gen dị hợp. Có hai kiểu gen quy định bình thường đó là A lớn và A lớn A nhỏ. 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ. Nên xác suất kiểu gen dị hợp sẽ là 2 phần 3. 1 A lớn và 2 A lớn A nhỏ. Nên xác suất dị hợp A lớn A nhỏ sẽ bằng 2 phần 3. Từ đó chúng ta sẽ tìm được xác suất để cặp vợ chồng trên sinh con Bạch Tạng. Sẽ là xác suất để có sinh con Bạch Tạng đó là chiếm tỷ lệ là 1 phần 4, nên là sẽ là 1 phần 4. Xác suất để người đàn ông có kiểu gen dị hợp là 1 phần 3. Xác suất để người vợ, tức là người mẹ có kiểu gen dị hợp là 2 phần 3, sẽ bằng 2 phần 1, 2 phần 27 là 1 phần 9, 3, 6, 1 phần 18. Từ đó ra tìm được xác suất để vợ chồng mình sinh con bình thường. Sẽ là 1 trừ đi xác suất để sinh con bị bệnh là 1 phần 18 bằng 17 phần 18. Tương tự chúng ta xét về tình trạng thứ hai đó là bệnh u xơ nang. Chúng ta cũng vẽ sơ đồ phải hệ tương tự như bệnh Bạch Tạng. Và chúng ta thấy là cấu trúc di truyền của quần thể như sau. Bởi vì F của B lớn người ta cho bằng 0,6, suy ra F của B nhỏ, tần số tương đối ln B nhỏ sẽ bằng 1 trừ 0,6 bằng 0,4. Cấu trúc di truyền quần thể là 0,6 bình phương B lớn, tức là 0,36 B lớn. B lớn B nhỏ chúng ta sẽ có là 2 nhân với 0,6 như 0,4, 0,48. Và B nhỏ là 0,4 bình phương là 0,16 B nhỏ. Tương tự lập luận như sơ đồ phải hệ trên đối bệnh u xơ nang thì để con sinh ra bị bệnh Bạch Tạng thì người bố, tức là người đàn ông này, và người vợ, người đàn ông này phải có kiểu gen dị hợp. Và bởi vì người mẹ của người đàn ông này không mang gen bệnh u xơ nang, chính vì thế để ra được người bố kiểu gen dị hợp thì người bố của người đàn ông này phải có kiểu gen đó là dị hợp. Nhưng bố của người đàn ông phải có kiểu gen dị hợp, chúng ta sẽ tìm xác suất để bố người đàn ông có kiểu gen dị hợp. Chúng ta đang xét trên tính trạng là bệnh u xơ nang, nên là kiểu gen dị hợp B chính là B lớn B nhỏ trong quần thể của chúng ta sẽ có đó là 0,48 trên tỷ lệ người bình thường đó là 0,36 cộng với 0,48 và nó bằng 4/7.
Đây chúng ta mới có 4 phần 7, đây chính là xác suất để bốn người đàn ông có kiểu gen dị hợp. Từ đó chúng ta sẽ tìm được xác suất để người đàn ông có kiểu gen dị hợp. Vì xác suất để sinh ra con trai là bằng con gái là 1/2, và ở trên ta sẽ có xác suất bốn người đàn ông là 4/7, và để sinh ra được người đàn ông có kiểu gen dị hợp, chúng ta thấy là để có bố mẹ dị hợp với một cặp gen B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ, để sinh ra kiểu gen dị hợp chúng ta sẽ có tỷ lệ là 1/2 B lớn B nhỏ, 1/4 B lớn, 1/4 B nhỏ, nên xác suất để sinh ra kiểu gen dị hợp bên là 1/2 của B lớn B nhỏ nữa sẽ bằng 1/7. Đề bài cho tiếp, người vợ bình thường nhưng lại có anh trai bị chết vì u xơ nang, có nghĩa là người anh trai bị u xơ nang có kiểu gen nào B nhỏ, nhưng bố bình thường, chính vì thế chúng ta sẽ có phenotype lên là B lớn B nhỏ lai với B lớn B nhỏ. Thế F nó sẽ thu được 1/4 B lớn, 1/2 B lớn B nhỏ và 1/4 B nhỏ B nhỏ. Tương tự như cái tình trạng bệnh bạch tạng ở bên kia chúng ta tính, thì chúng ta sẽ tìm được xác suất để người vợ có kiểu gen dị hợp. Sẽ bằng 1 B lớn, 2 B lớn, B nhỏ, nên xác suất có gen dị hợp sẽ là 2/3 B lớn, B nhỏ. Từ đó ta tìm được xác suất để sinh con bị bệnh u xơ nang sẽ bằng, để sinh con u xơ nang thì bố mẹ dị hợp hai cặp gen là B lớn B nhỏ và B lớn B nhỏ. Đối với người đàn ông có kiểu gen dị hợp là 1/7, còn mẹ có kiểu gen dị hợp là 2/3. Và để sinh ra con bị bệnh thì chiếm tỷ lệ là 1/4. 1/7 nhân 2/3 nhân 1/4 quả bằng 1/42. Từ đó ta tìm được xác suất sinh con bình thường không mắc bệnh u xơ nang sẽ bằng 1 trừ đi xác suất sinh con bị bệnh u xơ nang là 1 trừ 1/42, và cái này bằng 41/42. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm được xác suất để cặp vợ chồng này sinh con bình thường về cả hai tình trạng trên, tức là không mắc bệnh bạch tạng cũng không mắc bệnh u xơ nang. Sẽ bằng xác suất để sinh con bình thường về bệnh bạch tạng chúng ta tính được đó là 17/18. Và sinh con bình thường về bệnh u xơ nang đó là 41/42. Nhưng đề bài không hỏi là xác suất sinh con bình thường hay tình trạng trên đơn thuần, mà đề bài cho rõ ràng đó là sinh con trai đầu lòng nên sinh con trai. Bởi vì xác suất sinh con trai và con gái là bằng nhau, bằng 1/2, nên chúng ta phải tính xác suất sinh con trai là thêm với nhân 1/12 nữa, và kết quả bằng 697/1512. Như vậy, xác suất sinh con trai đầu lòng của họ bằng 697/1512. Đáp án C.